Nó cao thầy. Dạ, độc nhất tôi nghĩ luôn nè. Hai lô, hai bạc lô. Cái này là chú lấy nguyên một tấm bạc hai black luôn nè. À, xin chào quý vị đã trở lại với kênh. Hiện tại thì chính thấy có một người đàn ông bán vé số rất là độc lạ cả nhà. Là phong cách phải nói là có 102 luôn, độc nhất vô nhị luôn. Đó là ông khoác trên người một cái tấm vé số khổng lồ, nhìn giống như là một cái tảo dài vậy đó. Một tấm vé số chùm khắp người luôn. Và ông rong ruổi bán vé số trên đường phố Sài Gòn. Và không biết là cơ duyên như thế nào mà ông lại có những ý tưởng rất là hay và táo bạo như vậy. Rồi bây giờ chính mời mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện nha. Chú bán số được bao lâu rồi? Cũng năm mấy, 2 năm rồi. Bán hồi năm ngoái là tới hôm nay. Có chú như thế nào mà chú lại nghĩ ra là làm một cái tấm hình vé số mà mình mặc vô như thế này? Hồi xưa mình bán thì thấy nó bình thường quá, mình suy nghĩ ra. Nghĩ cho mình làm cái áo mới nó cho nó lạ, mình đi đâu là người ta để ý tới đó. Ý tưởng sáng tạo à? Ý tưởng sáng tạo đó. Có người đồng lạ không đụng hàng á, không đụng hàng bảo đảm là cách thức ta học không hay. Chú bình thường là chú bán được khoảng bao nhiêu tờ? Bình thường thì hồi xưa thì bán 200 mấy, giờ 300 mấy. Chú được mấy người con rồi chú? Cũng được ba người con. Hai trai một gái, hai thằng lớn có vợ con có cháu nội hết rồi. Chú thường là chú bán ở cung đường nào? Ở đường chỗ biết lên nè, đường xanh đỏ nè. Mọi người có đi ngang đây thì nếu mà có một cái số thì ủng hộ chú cho mọi người. Chú nói chung là chú nhìn rất là độc và lạ. Từ 7 giờ đó tới 2-3 giờ thì theo cái bữa hết số bữa đặt tới bữa ế. Thì thường là 3 giờ mấy. Còn nó thấy cái nóng thì cũng lạ. Giống là trong gì phim kiếm hiệp à. Hành vậy. Còn áo này, cái nón này nó không có nắng không? Mình đổ mấy cái nón kia, đổ cái nón này vô đỡ mòn tóc, mà không có nên mòn tóc nữa. Để món nón vậy ta không mòn. Nón này nó mát nhiều, mát hơn rất. Rồi trước đó thì chú bán cái số, chú làm công việc gì chú? Hồi xưa thì đó là ở làm ruộng. Còn bây giờ nghỉ làm ruộng. Rồi, lên đây rồi với số. Trước là quê, nãy chú nói quê chứ? Quê 95. Quê 95. Trước nhiều con cũng thấy có cao nhân với số ở Bến Tre cũng có vài chục đồng. Còn đây là chú là cao nhân mấy cái số ở Sài Gòn. Mấy cái số đó là đặc biệt, số mấy vô? 6, 5, 3, 7, 8, 9 là số đặc biệt nha. Số là số đặc biệt mà tâm tinh ra. Chiếc sau đẹp rồi. Đây là cao nhân bán vé số trên đường phố Sài Gòn. Sáng thì chú bán được nhiều chứ? Sáng giờ trăm mấy mới được trăm mấy à? Bữa nay để. Nay bán tới chú. Vậy là chú bán cũng khá hơn so với những người khác đó. Mỗi sáng giờ cái 1:30. Sáng. Rồi bình thường trời nắng thì chú đứng ở ngã tư chú bán, rồi trời mưa rồi chú bán như thế nào? Trời mưa thì mình bằng áo mưa vô. Đúng vậy luôn hả chú? Bằng áo mưa có in hình với số không chú? Không. Áo mưa ở trong rồi mình để ở ngoài. Vậy à? Mưa dạng gọi mỏng. Lâm nó trong. Chú bạn tới giờ có ai chú đặc biệt chưa? Chưa. Chưa. Bố lắm. Bố mới có ăn ủi à. Để ăn ủi. Cái chuyện chú thường qua mấy lần? Có mới có một lần nha. Mới lần ăn ủi. Rồi chắc giải 2 số nha chú chiều ra. Hai giải 2 số nhiều. Dạ. Bữa chú có khó rồi. Dạ. 3 số, 4 số. Có bữa được 3 triệu, có bữa được 400. Dạ. Tại sao bữa? Chú có bữa. Chú bán là mỗi ngày chú mỗi bán hay là lâu mỗi ngày mỗi bán? Mỗi ngày chú bán đi quen à? Quen. Dạ. Cô nhà mình có đi làm gì không chú? Ở nhà giữ cháu nội. Dạ, chú nói chung là chú là cũng là lao động chính là bánh. Không, ở nhà cũng dạng phụ thôi. Phụ. Tới tháng thì nhận nhà con nó cho tiền. Con còn cho tiền sao? Thằng lo ăn, thằng lo tiền chạy.
Còn à, chơi, à, chú à, à. Chị bán đang bán này bán số để dành để, ở đi dành à, bán để dành à, dành dưỡng già dạ. Dưỡng già dạ. Ở nhà có hai con đỡ dạ. Đây chú ơi, bán cũng mấy năm rồi ha, năm mấy hai năm rồi, năm ngoái năm nay con ở cũng ở gần đây mà sao bình thường chạy xe ngang quẹt thấy chú. Tuy nhiên cái bán bên kia còn chỉ bên đây, bữa nay ông cơm thường nó bắt cơm chay này là thường ăn cơm chay cơm chay cũng thường ăn ở quán cơm chay để ở chú chay năm đây này đây có quán cơm chay đâu nha mọi người, có quán cơm chay xã hội à, cơm chay đây là bán một phần là bao nhiêu tiền vậy chú? Một phần là 12 ngàn à, bữa nay rau thắt quá thì bữa nay lên 15 ngàn à, chay là ngon. Vậy là chú bình thường chú dành ăn chay hả? Đúng không, cũng ăn mặn nhưng mà thường mà chú ăn chay tháng thì ăn 4 ngày ừ, nhưng mà tới trưa thì ăn chay chiều ăn mặn dạ, ăn 4 ngày là ngày à, 14, 15, 9, 11 à, dạ, giữa, giữa tháng và đầu tháng cuối tháng giữa tháng là đầu tháng cuối tháng. Ủa sáng ăn chay chiều mặn hả? Tại vì chưa tới ngày à, cái này là ngày ngày thường. Ủa, tới ngày là chay là ăn 50 ngày à, 50 ngày ăn chay đỡ lắm nè, nó thịt chay không phải là gọi là tốt. Nó già rồi ăn nên ăn lạc, nó tốt hơn lợi. Trước có chút bệnh lắm á, nhờ bán vé số này bớt bệnh rồi đó. Vui phải không chú? Chút tôi bị bệnh chị. Hồi xưa bị thiếu máu cơ tim á, rồi máu nhiễm mỡ. Dạ. Đi không nổi đó, nhờ đi lết đi mà trở tay khỏe luôn. Dạ. Nhờ bởi vì nên già nên định động. Dạ. Không nên đỡ mà ngồi coi TV hoặc là nhậu nhẹt thuốc này là rất nguy hiểm. Dạ. Nên vận động thì là để cho nó bớt. Tức nghĩa là nhờ đi bán vé số vận động bây giờ chú bệnh chú nó đỡ hơn nhiều. Đỡ nhiều lắm, bớt nhiều lắm rồi đó. Dạ. Mùa đó chú là 70 mấy ký á. Này còn cái 60 mấy ký à. Dạ chú còn 60 mấy ký. Còn cái 63 ký à. Dạ. Ờ, bớt cái là 70 ký rồi đó. Nhờ vé số nhưng mà đỡ lắm á. Nhờ tập thể dục kìa ha. Ờ như ở tập thể dục ra. Bây giờ mấy người già nên vận động nên nó đỡ lắm. Dạ. Nhất định bộ này nọ nên đỡ mà mình đỡ lắm. Dạ. Chúng là không tốt. À, chú rồi chiều rồi chú về rồi chú có làm công việc gì nữa không? Chiều về tắm rửa à, cơm ngủ à, dạ, ngủ sớm. Chủ yếu là mình bán vé số một buổi sáng cho tới gần xế chiều à. Bán vé số thì mình về à. Dạ rồi có khi nào chú bán là không hết vé số không? Rất hiếm à. Không có khi là mình để dành á, khi làm thấy số nào mình lạ à, dạ. Cái nghĩa là làm tổng tổng số 15 tờ rút chú à, đúng rồi. Rồi nó sẽ gửi tiền cho chú. Đây là số ông địa à, cho mọi người coi nha mọi người, chiều nay giờ chiều số, nay chúng cho mọi người coi cái nè. Đó chiều nay nếu mà em trúng là em trúng được 15 tờ nha anh chị, phe cái số cho anh chị luôn nè. 436 439 à, ngày mấy đây ta, ngày 19 tháng 11 đây, ngày 19 tháng 11 đài là gì ta, đây là gì chú, hôm nay thứ à, đài Bình Thuận à, chiều nay trúng là em lãnh cái số luôn nha anh chị đó. Anh chị cầu may mắn cho em nha anh chị. Biết đâu bữa nay con gặp chú cũng là một cái duyên nè. Chào nhân độc lạ bán vé số. Nói chung là hôm nay chú là một cái duyên.